Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín ở Tagami đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng với những thành viên của Titan Team. Thì đây là những thành viên của Titan Team nè mọi người, gồm anh Kiro này, anh Songfit này, Monter này, Super Ngáo và Max. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi tới nhà của cái nhà của Hero Team, làng Hero Team để khám phá và thử có phá được gì, phá cướp được gì cướp không nha mọi người. Thì mình thấy dạo này có cái trend gọi là trend đi gọi là đi xem map của mọi người á, khá là xịn sò luôn, nên hôm nay thì Titan Team tụi mình sẽ đi thực hiện cái trend đó nha mọi người, đó là đi khám phá làng Hero Team có thử có gì hot hay không nha. Ok. Thì trước khi về video, mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video luôn nào. Ê mọi người ơi, đứa nào mở màn mẹ chọn hai trái bom mà gửi vậy. Chào mọi người, chưa gì rồi. Ok. Ai à? Mình phải ở thử xem nó như thế nào đó. Bây giờ mình thử kế hoạch này, phá như thế nào đây? Đây anh. Đây. Thấy giờ. Thấy gì? Chào em. Sao? Thấy gì? Tạc ken. Chả con tóc. Thấy nãy giờ mà. Thôi vậy à? Thấy skin này mà. Được rồi. Đây. Nè. Anh em ơi, bây giờ mỗi người chia mỗi căn nhà nha. Ok, em lấy nhà anh dịch luôn nha. Idol em. Bây giờ là sửa nhà lại xem là nhà ai đẹp hơn này. Nhà màu hồng quá nhưng mọi người xem có mắt không. Em lấy nhà không cận đi. Rồi em lấy nhà anh dịch. À bây giờ Hy coi ai đổi nhà nhanh nhất không anh? Đổi nhà không? Luôn. Ok. Sao lại đổi nhà? Đổi là sơn nhà chứ. Hy ở đấy. Nhà màu hồng quá vậy. Ơ quên ơi kia. Trong vòng một nốt nhạc nè mấy anh tin không? Anh chọn nhà à. Anh chọn hai cái nhà này nha. Ok kệ đừng bắn lung tung. Anh tin pha. Chơi vậy đấy, chơi vậy có được. Ơi nhà phong cận đang màu xanh nên mình sẽ chuyển qua màu đỏ nữa. Cái coffee này là cái coffee này là đất của anh luôn nha, tại vì anh tin nối hai nhà với nhau. Ok. Ok. Thôi thôi anh nghĩ luôn nghĩ nhà của em nha. Nghĩ uống cà phê thì cho anh kia luôn. Lấy nhà màu hồng nha. Ôi kìa, sao chui vô nhà em cho nhà gì vậy? Ôi kìa. Em chọn nhà nhỏ gọn chưa? Ôi kìa. Nhà này xong, trong vòng nốt nhạc nhà em đã hoàn thành. Ơi kêu Monter ơi. Dạ anh. Anh thích ở chuồng chó này lắm hả? Đâu, em thử coi thoải cảm giác coi thoải mái không, kiểu lâu lâu phải đổi gió. Đâu rồi. Cái cho anh rồi. Mát thật, ui mát quá. Ôi giời, mát chưa, mát đúng không? Xem nè. Đúng, sạch thì mát có khác. Mọi người xem này, thấy không, nhà em xong rồi nhá. Rồi xong rồi. Bái lò. Quay, anh biết nè, nhà này hợp với anh nè. Đâu nhà nào? Nhà này. Đâu, nhà qua đây. Nè, nhà nhỏ nhỏ nè. Ê, mai quán cà phê không bị việc gì, quên mai cái gì. Đâu quán cà phê, đâu quán. Mọi người sửa nhà đi. Em sửa xong rồi. Chứ thôi, còn bom đâu nó nổ mẹ cái khuôn viên đây rồi. Này, để em sửa cho. Mọi người để em xong nhà. Ok, để mẹ anh sửa nhà nhá. Chị anh, kia không? Nhà phong cận màu đỏ, màu xanh về chuyển qua màu đỏ phát là ok. Ok thì mọi người cũng đã bắt đầu sửa các ngôi nhà của mình rồi, thì mình sẽ chiếm cái ngân hàng này nè mọi người. Sẵn tiện thì mình chiếm luôn cái bệnh viện ở bên cạnh luôn. Đó, mọi người cứ tập trung vào mấy ngôi nhà thì mình tập trung cái bệnh viện và cái ngân hàng luôn. Nơi chứa tiền là cái ngân hàng đó mọi người, có cái ngân hàng là mình giàu rồi còn gì nữa. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ sơn sửa lên cái ngân hàng này coi thử có đẹp hay không nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là sơn. Mình thấy sơn màu hồng chứ gọi là một mình thích màu hồng cái sự dễ dối nha mọi người. Ok, khá là xịn sò luôn. Và bây giờ chắc bây giờ mình sẽ sơn lại tất cả các thứ xung quanh cái ngân hàng thành màu hồng hết luôn nha. Ok, để bây giờ mình bắt đầu sơn luôn nè mọi người. Thank you.
tín rồi thì chiếm luôn cái nhà banh ạ. Quá rồi. Ôi giời ơi. Em quá luôn. Bán cái thoại đây nhà em ơi, nhà em ơi. Nhà của em. Em ổng nguy hiểm ấy. Đó, nhà của tín rồi thấy không? Ôi giời ơi. Em chiếm luôn cái bệnh viện. Lên đây, có chỗ có này hot lắm nè. Đây. Tín luôn. Đâu phải. Đi tan. Chiếm cái nơi nhiều tiền nhất thành phố. Có nhà tù này, hiểu không? Bị say rồi. Tính chiếm luôn anh ơi. Say rồi. Hả? Em mới bị say lỗi cái nọ mày. Mà bây giờ bình thường rồi đúng không? Ở đấy. Bên đây. Thằng nào phát cái này rồi? Nào phát chữ Titan rồi. Cái này hay nhở? Titan. À, nhưng mà cái này mở thế nào ta? Cái này đi thế nào đây? Cái nào anh? Cái cổng vào này. Anh bay qua anh, bay qua. Bay qua. Camera này. Ở đây mở này anh. Vô đây nè. Ở đây như nhà tù là mỗi người chọn một phòng rồi vào đi. Ok. Xíu này nhốt anh Motor vô đây là tội quá. Em chọn phòng 1 nha. Đây cho em vô. Trong vô phòng này đi, phòng này có vẻ mấy. Từ thách 24 giờ đi tù. Thách 24 giờ trốn khỏi nhà tù hay luôn. Anh đi đâu? Ây giời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì đây? Cái gì đây? Anh Kido khủng bố cái nhà tù nè. Của em này chết rồi mất dạy. Đi đặt đi đặt à. Đi đặt em. Gì á. Xả súng liên hoàn. IS đây, ta là IS. Bây giờ đi. Cảnh tự đánh bom đây. Bây giờ đi đường nào? À đây đường này. Ở đi đường nào ra đấy. Đây. Rồi chưa học này. Dưới tầng hầm mà. Anh ơi còn cả dưới tầng hầm nữa. Ôi, vậy máy tính này xịn quá à, mà không có thùng CB đâu, không có thùng CB đâu. Mọi người vẫn còn trong nhà tù à. Ôi, đi ra mà. Cái chấm bơm gì vậy? Ai dạ? Cái gì đây? Anh biết lỗi rồi. What the hell? Rồi. Cái lỗi của anh ghê quá. Đó, nhà đi đem team xây xong nè. Ôi, mẹ đang còn 2 tầng nữa. Còn 2 tầng nữa. Và tầng của anh ra phía đó thôi dẹp mặt anh nhà. Nhưng mà mình còn phải đào lại nữa đúng không? Phải là xây lên nữa. Nhưng một tí thôi. Với lại chỉnh à mình. Có xăng đá banh mà anh. Xăng này đi là được gì? Có xăng đá banh này mọi người. Chữ Titan copy nó không có lót kìa. Thì rồi xá đi, xá cái chữ Titan này đi. Thôi cái này một chữ thôi là được rồi, một bên là được rồi. Một bên thôi là đẹp rồi. Được. Hợp lý ngay. Tầng cuối cùng nha. Thằng nào lại bắn vô đây rồi thì tình. À. Thằng mát này. Nguy hiểm lắm nhá. Dạ, anh Mon mà. Cái gì vậy? Mon có tài ai anh Mon đâu nhìn mà. Từ cầm súng tiểu liên bắn mà. Em cầm xong rồi. Cầm súng tiểu liên bắn mà kìa. Cười gì? Tèo anh cho em là người thực vật á. Anh nói gì gì đâu. Anh nói gì. Em mới giật bà rồi. Bá đi rồi thì cho làm người thực vật luôn à. Đâu à, cái chữ Titan nó chưa xây xong. Nó xây mấy cái block khác biệt sao. Đi xong rồi. Để đó, hãy đứng. Cái này nó bị lệch, chữ này nó bị lệch. Không bị lạc. Thôi phá đi. Phá đi trời ơi. Thôi. Ủa anh kìa đâu. Trời mày cái đồng anh chưa có hết mà. Anh mở thử ấy thôi, đưa anh tiền chuyển khoản đi, anh mở tiếp cái đó review thôi. Okay. Demo. Em dùng súng không được à. Đấy, đặt ra kìa. Tháp đôi mọi người ơi. Kéo vào em ơi. Tháp đôi. Xong chưa xong? Đã xong chưa? Wow. Xong rồi, kéo vào thôi. Kéo vào máy lóc mà. Kéo vào để anh đếm xem nè. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 block. Ok, công việc của em. Anh chị lại còn đặt block ra để đo quê đi em. Em à, nhà quê mới lên. Ok à. Chưa xây xong nóc nhà đó, ông nào đập rồi. Ủa, trên đây có dàn PC xịn quá nè. Của anh ấy. Vô đây em chơi ấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vô.
Ờ đứng luôn rồi. Wow. Cái chỗ khác cũng nghèo theo luôn. Năm nay còn thiếu một bài vậy. Ông ấy lắp lắp rồi. Quay cái này cái túc sáng luôn à. Anh nghĩ là đập đập cái kia ra. Đập cái nào anh? Đập cái phần này ra này. Đập cái ban công này ra. Đấy. Sao quá. Ui. Mọi người buông kín đấy. Giống cái chuồng quá mọi người. À. Lại cái chuồng. Giống cái chuồng. Ngầu cái chuồng. Trường là trường thế nào? Em chọn tầng cơ nhất nha. Đó, phòng phòng của em nha. Em tầng cao nhất đó nha. Khu chung cư, khu chung cư. Em nói nghẹp chạy xe mi. À, hay này là phòng của chị Camôi nè, quầy xịn quá. Anh ở màu xanh nha, cho đẹp. À, à, là em ở phòng chị Camôi cho. Không đi ra. Hay chị Camôi có nuôi cá nữa nè. Get out of the way. Ok anh, cái phòng này của em á. Đâu màu của anh mà. Ừ mà. Màu, màu xanh đâu, màu xanh này màu xanh nhạt. Màu của anh là màu gì? Ờ chứ biết mà anh màu tơ màu gì ổng thầm cầm. Màu tơ là màu xanh. Màu xanh là màu xanh dương. À đâu xanh dương, à, em màu xanh dương tới tầng một luôn. Này hợp lý ngay. Tầng đầu tiên luôn. À. Em ở tầng giữa. Anh nghĩ là mọi người, anh nghĩ là mọi người nên đục thủng một cái lỗ xong rồi để chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau kiểu ai nhảy xuống chơi. Ô anh nhảy xuống chơi anh lâu lâu anh đổ cái xô lava xuống. Nhưng mà đừng nhầm là cái đó phải toilet thôi nha. Ôi trời ơi. Lâu có cái gì đó tập. Cái gì đây? Cái gì mà tiên tiên đây? Anh nào đây? Cái gì đây? Thằng mát. Ai lắp mát nhờ? Thằng mát nó mới biết dùng máy quét thôi. Mát rồi. Ôi em là mát à. Ừ. Em cầm trái này em chọi được không? Xuống dưới đây có nổ tung không? Quay quay xong xong rồi. Ôi kìa. Bóng dưới tay này. Anh video chứ ai nữa. Bóng dưới tay. Mà nhìn đại cái không? Đây là em giết kìa. Ôi trời ơi, xong luôn. À, phòng em còn nguyên mọi người ơi, phòng em bị hư xíu ơi. Ừ kìa, cái phòng em vừa chọn cái phòng đầu tiên của cái tổng quanh luôn. Vẫn nằm được. Phòng em là thế là thế. Phòng em vẫn không. Rồi coi 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 em giống người vô gia cư không? Nhìn như mấy người vô gia cư không? Mọi người ơi, cho em xin miếng đồ ăn. Nhà vậy vậy thôi, vậy thôi. Nói chung đừng phá nó nhà mình ở mà thôi, đừng phá nhà mình đấy. Ôi trời ơi. Hay ném bom gì? Ok. Phá đúng rồi. Anh nghĩ là từ từ thôi mọi người à. Ok, anh viết, anh giỏi lắm. Anh giỏi lắm. Anh coi nè anh viết anh coi nè nhá. Gì gì. Thôi bây giờ chắc cái đội team này sẽ trở thành thành phố zombie luôn rồi. Ok. Coi nè nhá. Gấp được. Nhà không biết quay. Anh giỡn giỡn. Mẹ này, nó tin mẹ. Anh cho cái chỗ mẹ lên nhà. Thì tao anh vẫn đang còn cái nhà này để ở mà. Rồi. Đấy, em vẫn còn nhà này để ở mà. Đấy, nhà này vẫn ở chỗ ở của anh. Được. Cái gì đây? Được. Sao móc tiêu rồi? Ok. Kỳ ra. Nhà đâu còn, còn cái hầm nè, còn cái hầm nè xuống đây ở. Còn cái nịp đi xuống đấy mở. Đấy rồi đi luôn. Rồi nó không còn cái hầm nữa. Còn cái nịp. Ây da, ây da, ây da. Nịp luôn. Nó cũng là nó cũng là cái hầm á nhưng mà bây giờ nó thành cái hầm cầu. Quá nhẹ em ở kìa. Thành cái hô xí tự ai rồi. Này thì phá nhà em. Ôi trong này có gì ơi. Rồi. Quay tiền này mọi người. Đâu? Ủa kìa, cái gì đấy? Ui. Nghe gì đấy? Ôi giời, cái gì vậy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui, nó có mè tay chân kìa. Chết rồi, chuyện dữ. Ok thì nãy giờ tụi mình cũng để phá khá là nhiều rồi. Ok thì chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Thì mọi người nếu thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip video lần sau nha. Bye.